Đây anh em đó. Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Thì hôm nay Minh sẽ cho anh em xem một cái em xe phải gọi là đi 2 năm rồi mà y như xe mới luôn nè. Đó. Rồi nhiều anh em nói á, là xe Thái Lan nó sẽ không bền bằng xe Nhật, nhưng mà thì tùy thôi. Thì cái thương hiệu Nhật á, nó sẽ tin tưởng hơn. Mình nghe tới thương hiệu là tin tưởng rồi, nhưng mà cũ bền tại người đấy. Cho anh em thấy nè, một chiếc xe đi 2 năm rồi mà nó mới như xe đập thùng luôn đó. Mình đang rửa bảo dưỡng cho anh đó. Rửa xe mô tô là phải như vậy nè. Đó anh em, thì mình phải sử dụng bàn chải, mình chà nó giống như là mình xúc miệng cho con của mình vậy đó. Thấy chưa? Đó. Thấy chưa? Thì chiếc xe của mình nó luôn mới. Đó. Thấy chưa? Tại vì anh em rửa bọt tiết bình thường thì nó sẽ không có sạch nha anh em. Rửa bình thường thì nó sẽ không có sạch những cái ngóc ngách. Anh em thấy chưa? Đó. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ sau thành quả rửa xong á, mình sẽ cho anh em coi nha. Chiếc xe nó đẹp như thế nào. Đó. Giữ rất là kỹ luôn. Đó, thấy chưa? Cho anh em coi cái chó đèn rất là kỹ luôn. Đó. Lúc nào cũng chăm trong tình trạng như vậy nè. Đó. Lúc nào cũng chăm xe trong tình trạng như vậy nè. Đó. Xe này mà chủ mà bán á là anh em nên mua rồi. Ví dụ chủ mà muốn bán xe là anh em nên mua. Tại vì cho nên mình chăm sóc xe á, mình biết xe nào, mình quan sát xe nào mà đẹp á là mình sẽ thu về cho anh em chạy. Thì những xe mà khách bên mình đi á là mình luôn chăm sóc như thế này. Đó. Thì mình biết lịch sử tình trạng xe như thế nào á. Mà vài bữa anh em bán là mua liền. Rồi chờ nha, coi thử nó đẹp cỡ nào. Mọi thứ luôn, nhìn keng nơi là keng. Đây, cho anh em coi nè. Một chiếc xe Thái Lan 2 năm sử dụng, bảo trì bảo dưỡng đúng cách. Mà rất là đẹp. Cái bánh trước nó hơi mềm nha. Chút em bơm bánh trước nè. Bánh trước nè, thấy không? Bánh trước bánh sau. Đó, cho anh em coi. Quay kỹ cho anh em coi nè, 2 năm sử dụng nè. Hôm nay thấy chưa? GBX. Con này không phải Demon nha anh em. Lâu lâu cho anh em chiêm ngưỡng. Đó, lâu lâu cho anh em chiêm ngưỡng nè. Coi nước sơn nè, thấy không? Đó, nước sơn nè. Thấy chưa? Đó. Cái nước sơn bóng nè. Đó, con xe này thì mua mới nó rất là rẻ. Chỉ có 60 mấy triệu thôi nha anh em. Nó là xe Thái, không phải xe Nhật nha. Nhưng mà anh em bảo dưỡng, bảo trì đúng cách. Ví dụ như là anh em rửa xe á, là anh em phải sử dụng những cái dung dịch đúng của nó. Đó. Rồi anh em thay nhớt cũng là thay nhớt xịn thì xe nó sẽ luôn đẹp như vậy. Đó, anh em cho coi. Nhưng mà cái xe này á, thì nó mình cảm thấy á, là bên Thái nó làm không có đẹp bằng xe Nhật nha. Nhìn nó sao sao á. Nhìn có cảm giác nó bị không có đẹp xíu. Nhưng mà cái niền này nè, đẹp nè. Thấy không? Em đề cho anh em nghe tiếng bô một cái đi. Cái bô này là anh đã lên rồi mà đúng không? Bô zin luôn hả? Bô zin nó vậy luôn. Bô zin là cổ inox sẵn luôn. Đó, vậy là thế này thêm một điểm cộng nè. Bô zin của nó là cổ inox nè. Đâu em 1m61 em leo lên rồi.
Đây cho anh em coi 1m61 ngồi trên con này nè. Thoải mái luôn anh em. 1m5 ngồi cũng được nữa. Cái yên này là đã độ lại nha. Yên này đã độ lại. Tiếng máy thì êm. Do anh em đi nhớt, bảo trì, bảo dưỡng đúng cách á thì máy nó luôn êm ái gì nè. Rồi rửa xe là lúc nào rửa cũng bài bản, là xe ốc nó sẽ sáng như vậy. Còn anh em đi mà anh em cứ vứt anh em rửa bằng nước rửa chén thì thôi chứ xe nào chịu nổi. Đó. Thì nói chung á, mình cũng sử dụng một cái dung dịch để rửa dàn nhựa, nhưng mà cũng sử dụng nước rửa chén á, là chỉ cần nước rửa chén là chỉ rửa những cái dưới đây thôi. Còn dàn áo đồ này nọ, ốc á, ốc thì anh em chỉ anh em xài cho. Ốc á anh em chỉ cần rửa sumo á, sumo là được rồi. Lấy sumo chà ốc bằng bàn chải là luôn nó luôn sáng. Đó. Những cái điểm cộng đó là mình tưởng cái bô này nó độ lên sẵn chứ không ngờ là cái bô này là bô zin luôn, tại vì mình chưa có gặp con này nhiều. Đó. Demon GB, Demon Gentleman. Đó, rất là đẹp. Vậy thôi ha. Bye bye anh em. Hẹn anh em gặp anh em những clip sau. Em để cái này là đèn led đã thay rồi nha. Mở đèn led lên. Đó. Cột upside down luôn. Giờ những cái chi tiết này nè thì nhìn nó không có đẹp mắt. Nó những chi tiết nhỏ này nè, nó không có đẹp thì đương nhiên giá 60 mấy triệu thì anh em đòi hỏi gì nữa. Nhưng so với tầm tiền nó là chơi rất là ok. Anh tiêu hao nhiên liệu đó cỡ bao nhiêu cây lít ta? Cỡ 30 cây lít. Con này là xăng cơ nha anh em. Đây. Rồi, bye bye anh em nha. Hôm nay có con xe đẹp cho anh em xem.